Xin chào các bạn, đến hẹn lại lên thì hôm nay mình sẽ tiến hành speed test hai sản phẩm mà mình nghĩ là anh em cũng đang rất quan tâm, đó chính là Redmi Note 8 và A9 2020. Vậy thì tại sao lại là hai sản phẩm này? Hai sản phẩm này thì hầu như là các nhà sản xuất gần như là đã bỏ mẫu rồi và sắp tới sẽ không còn sản xuất nữa. Tuy nhiên thì hai sản phẩm này đang có giá bán cho những dòng máy đã sử dụng tại điện thoại siêu rẻ.com cực kỳ tốt. Redmi Note 8 phiên bản 4GB 128GB bộ nhớ trong thì có giá khoảng trên 4 triệu đồng, và cũng tương tự đối với Oppo A9 2020 thì nó cũng sẽ có giá khoảng trên 4 triệu đồng. Về cấu hình phần cứng cũng như là mức giá bán liên tục được cập nhật thì anh em vui lòng theo dõi tại website điện thoại siêu rẻ.com. Oppo A9 2020 thì có một cái cấu hình nó cũng khá là tốt với Snapdragon 665, 128GB bộ nhớ trong và 8GB RAM. Còn con Redmi Note 8 mà mình đang có ở đây cũng là bản Max Setting với Snapdragon 665, 128GB bộ nhớ trong và 4GB RAM. Để cho speed test công bằng hơn thì mình đã tắt đa nhiệm cũng như là cùng kết nối hai máy này chung với một wifi của điện thoại siêu rẻ.com, và bây giờ thì mình sẽ tiến hành khởi động lại cả hai máy để xem là thiết bị nào sẽ khởi động nhanh hơn. Hiện nay thì cả hai máy đều đang chạy trên Android 9 và được tùy biến. Redmi Note 8 thì sử dụng giao diện MIUI 10, còn đối với con Oppo A9 2020 thì sử dụng giao diện ColorOS 6.0. Và như vậy thì Redmi Note 8 đã khởi động nhanh hơn so với Oppo A9 2020 rồi. Trong bài đánh giá ngày hôm nay thì mình cũng sẽ so sánh thử một vài cái bức hình chụp cũng như là video mà mình quay từ hai thiết bị cho anh em xem là thiết bị nào sẽ ok hơn. Thì đầu tiên đối với tựa game là Hill Climb Racing. Ở tựa game này thì Redmi Note 8 đã lốt nhanh hơn Oppo A9 2020 và tỷ số hiện nay đang là 1-0 nghiêng về Redmi Note 8. Sau đây thì mình sẽ nói vắn tắt là Note 8 và A9 thôi nha. Tựa game thứ hai là The Tsunami Zombie. Ở tựa game này thì Note 8 đã tiếp tục nhanh hơn A9 và tỷ số hiện nay đang là 2-0 nghiêng về Note 8. Tựa game thứ ba mà mình speed test đây đó chính là My Talking Tom. Rồi tựa game này thì Oppo A9 đã gỡ gạc lại. Hiện nay tỷ số đang là 1-2. Tựa game thứ tư mà mình test ở đây đó chính là Temple Run. Và tựa game Temple Run này thì Note 8 lại lốt vào nhanh hơn một chút xíu so với con Oppo A9. Tựa game thứ 5 đó chính là Plants and Zombies. Ở tựa game này thì Redmi Note 8 đã giành chiến thắng và nó lốt vào Plants and Zombies rất nhanh, nhanh hơn rất nhiều so với A9. Tựa game thứ 6 mà mình test đó chính là Cá Mập Đói Hungry Shark. Ở tựa game này thì mình thấy là A9 đã lốt nhanh hơn rồi và tỷ số hiện nay đang là 2-4. Ứng dụng thứ 7 mình sẽ test ở đây đó chính là Subway Surfer. Có vẻ như là A9 đã lốt nhanh hơn ở bước đầu tiên. Và quả đúng thật là như vậy. Hiện nay tỷ số đang là 3-4 và phần thắng vẫn nghiêng về Note 8. Ứng dụng thứ 8 mình test ở đây đó chính là Traffic Rider, một trong những cái tựa game đua xe máy rất là huyền thoại. Và như vậy là A9 đã san bằng tỷ số với Note 8. A9 lốt vào tựa game này nhanh hơn, tỷ số hiện nay đang là 4-4.
Tiếp theo tựa game cuối cùng mà mình sẽ test đó chính là Jetpack Joyride. Ở tựa game này thì Note 8 đã giành chiến thắng rồi vì nó load vào game nhanh hơn và tỷ số hiện nay là 4-5 và phần thắng đang nghiêng về Redmi Note 8. Tiếp theo là ứng dụng YouTube. Rồi ứng dụng YouTube thì Note 8 cũng đã load nhanh hơn. Tỷ số hiện nay đang không cách biệt quá nhiều nha, 4-6. Và ứng dụng cuối cùng là ứng dụng Chrome. Ứng dụng này thì mình sẽ không có tính điểm tại vì có vẻ như là mình đã mở web ở trên con Oppo A9 rồi nên là nó không có công bằng được. Và bây giờ thì mình sẽ test thử đa nhiệm của cả hai máy. Thì hy vọng rằng với 8GB RAM trên Oppo A9 thì nó sẽ có thể chiến thắng dễ dàng hơn. Và quả thật là như vậy, ở tựa game Planet Zombie thì Oppo A9 2020 đã không phải load lại. Tuy nhiên thì những cái tựa game rất nhẹ như Hill Climb Racing đã phải load lại rồi, Zombie The Tsunami thì cũng đã phải load lại rồi. Ok, vậy là đây là tựa game thứ 3 mà Oppo A9 2020 đã phải load lại. Tựa game thứ 4. Tựa game thứ 5 mà Oppo A9 2020 đã phải load lại. Và tương tự thì 4GB RAM ở trên Redmi Note 8 cũng không thể giúp cái máy này kiểm soát đa nhiệm được tốt nhất. Như vậy là Oppo A9 2020 đã có hai tựa game không phải load lại, đó chính là Planet Zombie và Jetpack Joyride. Qua đây thì có thể thấy là Oppo A9 2020 kiểm soát RAM không thật sự tốt và mình vẫn đánh giá cao màn hình Full HD Plus ở trên con Redmi Note 8 hơn là màn hình HD Plus ở trên con A9 2020. Tuy nhiên A9 2020 lại mang cho mình cái trải nghiệm giải trí rất là tuyệt vời bởi vì nó có loa kép. Và sau đây thì mình sẽ đưa ra một số các bức hình mà mình chụp bằng cả hai thiết bị. Bức hình đầu tiên này là chụp ở góc 1x và tắt HDR. Bức hình này là chụp ở góc ultra wide cũng tắt HDR. Bức hình này là chụp ở góc 1x và đã bật HDR trên cả hai máy. Bức hình này thì là chụp chân dung xóa phông. Bức hình này là chụp ở chế độ thiếu sáng chụp đêm trên cả hai thiết bị. Và đây sẽ là video demo, anh em có thể nghe âm thanh xem là mình đánh giá xem là âm thanh của cái nào nó tốt hơn nha. Vậy thì anh em đánh giá sao về hai thiết bị này và anh em sẽ lựa chọn sản phẩm nào để sử dụng chơi game thì vui lòng để lại comment ở phía dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo của điện thoại siêu rẻ.com. Nếu thấy video hay nhớ đừng quên like, share và subscribe kênh giúp mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.